chân nhịp nhàng ta bước, chào năm học mới đến rồi. Cờ sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã sang. Bầy chim ríu rít đùa vui trong nắng, chào năm học mới đến rồi. Và hoa cũng đang rủ nhau khoe sắc, bình minh rực rỡ muôn màu, tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường. Ta hân hoan vui hát, hát vang câu ca vui trong nắng mai. Ta tung tăng vui bước, bước trên đường dài tương lai. Ta vẫn luôn đi tới dù bao khó khăn nhọc nhằn, vì bên ta luôn có bè bạn, luôn có. Ngày mà chúng ta đã mong đợi từ lâu, khi mùa hè còn bao nhiêu xao xuyến, ta lại gặp bạn sau 3 tháng cách xa. Ta đã cùng nhau trong năm học đã qua, với bao nhiêu là buồn vui lẫn lộn. Rồi mai này sẽ mãi là kỷ niệm, và sẽ theo ta đi suốt cuộc đời. Nhanh chân nhịp nhàng ta bước, chào năm học mới đến rồi. Cờ sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã sang. Bầy chim ríu rít đùa vui trong nắng, chào năm học mới đến rồi. Và hoa cũng đang rủ nhau khoe sắc, bình minh rực rỡ muôn màu, tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường. Ta hân hoan vui hát, hát vang câu ca vui trong nắng mai. Ta tung tăng vui bước, bước trên đường dài tương lai. Ta vẫn luôn đi tới dù bao khó khăn nhọc nhằn, vì bên ta luôn có bè bạn, luôn có thầy cô. Ta hân hoan vui hát, hát vang câu ca vui trong nắng mai. Ta tung tăng vui bước, bước trên đường dài tương lai. Ta vẫn luôn đi tới dù bao khó khăn nhọc nhằn, vì bên ta luôn có bè bạn, luôn có thầy cô. Tiếc là rơi mùa thu vội đến bất ngờ, một mùa mới thu sang hạ qua. Đàn em ước mơ mong chờ một năm học mới, hồi trống rung vang trái tim mỗi người. Về nơi đây ngân nga điệu hát, reo vang khát khao mùa thu tới trường. Dồn bước sát vai bên nhau, cùng nhau nghe âm vang tiếng cười, lặng lẽ bước dưới sân trường dấu yêu. Chợt nhớ đâu đây bóng dáng cô thầy, miệt mài trong từng trang sách mới, giọt mồ hôi vương nhẹ trên vai sớm trưa. Những kỷ niệm còn vương trong câu hát, những văn thơ còn đọng trong tiếng ca học trò, và là những thương yêu còn mãi trong tim. Mới hôm nào cùng nhau tay chung bước, nhưng giờ đây một năm học nữa chúng ta xa nhau. Nhé bạn ơi, cùng bên nhau thắp lên ước mơ nhỏ bé, cất vang khúc hát tiệu trường. Chiếc lá rơi mùa thu vội đến bất ngờ, một mùa mới thu sang hạ qua.
đàn em ước mơ, mong chờ một năm học mới. Hồi trống rung vang trái tim mỗi người, về nơi đây ngân nga điệu hát, reo vang khát khao mùa thu tới trường. Dồn bước sát vai bên nhau, cùng nhau nghe âm vang tiếng cười, lặng lẽ bước dưới sân trường dấu yêu. Chợt nhớ đâu đây bóng dáng cô thầy, miệt mài trong từng trang sách mới, giọt mồ hôi vương nhẹ trên vai sớm trưa. Những kỷ niệm còn vương trong câu hát, những văn thơ còn đọng trong tiếng ca học trò, và là những thương yêu còn mãi trong tim. Mới hôm nào cùng nhau tay chung bước, nhưng giờ đây một năm hông nữa chúng ta xa nhau. Đừng buồn nhé bạn ơi, cùng bên nhau thắp lên ước mơ nhỏ bé, cất vang khúc hát từ trường chào năm học mới. Cùng bạn bè bên nhau không rời, vượt qua khó khăn vai kề vai vững bước bên nhau, cháy lên ngọn lửa hòa nhịp trái tim. Suốt trên đường đời bạn bè sánh vai, cùng nhau vượt qua sóng gió, nào hãy chung tay hòa ca một ước mơ. Những kỷ niệm còn vương trong câu hát, những vần thơ còn đọng trong tiếng ca học trò, và là những thương yêu còn mãi trong. Lên ước mơ nhỏ bé, cất vang khúc hát tiêu trường. Cùng bên nhau cất vang khúc hát tiêu trường. Năm học 2022-2023 thì cũng là một năm học rất là ý nghĩa với thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Bởi qua năm 2021-2022 dịch bệnh rất là phức tạp, thì thầy trò nhà trường phải khai giảng trực tuyến. Và gần như toàn bộ thời gian thầy và trò nhà trường đều học online. Ngày hôm nay trong cái không khí mà được trở lại với trạng thái bình thường mới, thì thầy trò nhà trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi rất là vui mừng phấn khởi. Đặc biệt với cái kết quả năm học 2021-2022 nhà trường đạt được với tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp đỗ rất cao, và có 831 lượt học sinh đạt 24 điểm trở lên, có 51 em học sinh đạt 27 điểm trở lên ở các cái khối thi tính điểm thi đại học. Và môn lý của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi là đạt trong top 10 trường có kết quả điểm cao nhất toàn thành phố. Từ những cái kết quả đạt được của năm học 2021-2022 tạo một cái động lực rất là lớn cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, và cũng thầy trò trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi cũng sẽ quyết tâm để đạt được những cái kết quả học tập rèn luyện tốt hơn trong năm học 2022-2023. Dạ, đầu tiên thì là em biết chắc là các em học sinh lớp 10 đang rất là hồi hộp và không biết là chặng đường tiếp theo ở cấp 3 của mình sẽ như nào. Nhưng mà nếu mà các em đã đến với trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi thì đầu tiên em xin muốn gửi tới các em lời chắc chắn là các em không phải lo lắng
vì các thầy cô và các anh chị ở trường trung học phổ thông Ngọc Hồi rất là tâm lý và sẽ giúp các em hòa nhập với môi trường này sớm hơn. Và các em cũng không phải lo về chất lượng giáo dục của nhà trường, tại vì điều đó đã thể hiện tất cả những con số của năm vừa rồi. Và chị cũng muốn gửi đến các em là các em hãy cố gắng phát triển bản thân mình, hãy năng nổ tham gia vào các hoạt động tập thể của trường để phát triển năng lực của bản thân. Đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô và ban giám hiệu nhà trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập trong một môi trường rất là chất lượng như thế này ạ. Đầu tiên là chúng em đã trải qua hai đợt dịch vừa rồi và học online rất là nhiều, và nhà trường đã thay đổi rất là nhanh chóng phương thức giảng dạy, ví dụ như là qua Zoom để bọn em vẫn có thể tiếp thu kiến thức một cách chất lượng nhất. Và vì sự thay đổi nhanh chóng về phương pháp dạy học này của nhà trường mà năm học vừa rồi kết quả học tập của trường mình vẫn rất là tốt. Và thầy bên cạnh việc quan tâm và truyền đạt kiến thức ở trên lớp thì thầy cô còn sáng tạo thêm ra những hoạt động như là làm việc nhóm, và chúng em làm những cái video tìm hiểu về khoa học tự nhiên hay là những môn học liên quan. Từ đó mà em thấy là học sinh có cơ hội để tự tìm tòi kiến thức theo cách riêng của mình, và từ đó mà thầy cô sẽ chắt lọc những kiến thức chất lượng nhất để truyền đạt lại cho các bạn học sinh, từ đó cũng củng cố lại kiến thức của chúng em. Được dự cái buổi khai giảng thì trước tiên chúng tôi thấy rằng nó rất là vui. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, thời tiết cũng rất là phù hợp, thầy trò thì cũng rất là phấn khởi. Đặc biệt là các cái nội dung mà khai giảng ngày hôm nay, ngoài các cái nghi lễ cần thiết trang trọng thì cái chương trình của ngày khai giảng rất là tuyệt vời và cũng rất phù hợp với cái tâm lý lứa tuổi của học trò. Qua hơn 2 năm dịch bệnh vừa rồi, dịch Covid ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động xã hội, trong đó có cái hoạt động của việc dạy và học. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng với cái sự nỗ lực của thầy và trò, bước đầu có những bỡ ngỡ một xíu trong công tác giảng dạy, trong công tác học tập, nhưng sau đó chỉ một thời gian rất ngắn thì việc học và dạy nó dần đi vào ổn định và hiệu quả. Bước đầu có khó khăn thôi, còn ngay sau đó thì kể cả từ năm vừa rồi, tuy rằng học trực tuyến rất là dài thời gian, song cái việc dạy và học tôi cho rằng là đảm bảo các cái điều kiện, các cái quy định theo quy định của ngành giáo dục. Và nhân ngày hôm nay thì cũng được gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ đón một năm học mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều kết quả và tiếp tục giữ vững những cái thành tích mà nhiều năm vừa rồi trường cấp 3 Ngọc Hồi đã đạt được. Lúc đầu thì em nghĩ là hơi mệt, nhưng mà sau thì xem các buổi trình diễn văn nghệ của các anh chị khối trên, cũng như là những lời phát biểu của các thầy cô giáo và tuyên dương những học sinh xuất sắc, thì em cảm thấy rất khá là vui, với cả cảm thấy rất là thú vị và mong muốn là được trải nghiệm thêm ở môi trường trung học phổ thông ạ. Hơn nữa là em thấy rất là ấn tượng với các anh chị khối trên cũng như là với các thầy cô, tại vì em thấy các thầy cô rất là thân thiện, cũng với cả các anh chị cũng rất là em thấy rất là ngưỡng mộ các anh chị ạ. Em nghĩ là em sẽ noi theo gương các anh chị, tại vì em thấy em rất là hâm mộ, và em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn, sẽ chăm chỉ hơn và nỗ lực hơn trong tương lai để đạt được thành tích giống như các anh chị ạ.